Nếu thấy mệt mỏi với cái công việc thì các bạn có thể lấy bài này ra để giải trí ha. Mình đảm bảo là các bạn sẽ thêm trầm cảm. À, thật ra cái bài này thì nó cũng không quá khó do các ký hiệu nó rắc rối thôi. Nhưng đọc kỹ một chút xíu thì chúng ta sẽ rất dễ dàng giải quyết nó ha. Ở đây mình chỉ tập trung giải quyết ý B thôi. Ở đây chúng ta chú ý đến cái khái niệm sai số tỷ đối giữa hai con số ha. À, sai số tỷ đối giữa hai số A và A gạch là căn số ký hiệu là delta A, tức là A trên cho A gạch trừ cho 1 lấy tuyệt đối. Và ở đây người ta có một cái giả định là thông thường con số này nó nhỏ gần bằng 0. Lúc đó thì người ta có A trên A gạch nè, gần bằng 1. Và A trên A gạch trừ 1 xấp xỉ delta A. A gạch trên A nè, trừ 1 cũng xấp xỉ delta A ha. Chú ý, đây là một cái gợi ý quan trọng ha. Để chúng ta giải quyết cái bài toán bên dưới. Thì ở ý B chúng ta phải sử dụng cái kết quả ở ý A. Mình sẽ viết lại cái kết quả của ý A liên quan tới cái hàm số 3 biến ha. Mà mình không có trình bày chi tiết nha. Ý A là một lát nữa mình sẽ được cái điều sau. XYZ trừ 1 sẽ sắp xỉ x trừ 1 cộng cho y trừ 1 cộng cho z trừ 1 khi x y z đủ gần 1 ha. Rồi x y z đủ gần cái điểm 1 1 1 1 à. Chúng ta sẽ sử dụng điều này để giải quyết ý B nha. Trước hết chúng ta viết rõ cái sai số tỷ đối giữa A, B trên C và A gạch B gạch trên C gạch ha. Sai số tỷ đối giữa A B trên C và A gạch trên B gạch trên C gạch bằng, mình xem dùng ký hiệu là delta đi ha. Đó, ta biết như cái hiệu bên trên thì nó rất là rắc rối, delta a b trên c rắc rối đó ha. Rồi dùng ký hiệu là delta thì nó chính là bằng con số này chia con số bên đây rồi trừ một rồi lấy tuyệt đối, tức là a b trên c chia cho đại lượng bên đây, tức là nhân cho c gạch trên cho a gạch nhân b gạch trừ một lấy tuyệt đối. Ta sắp xếp lại một chút xíu ha, thì nó chính là bằng A trên A gạch nhân cho B trên B gạch nhân cho C gạch trên C rồi trừ 1. Chúng ta áp dụng cái công thức sắp xỉ ở bên trên nè ha. Chú ý rằng A trên A gạch, B trên B gạch, C gạch trên C đều gần 1 ha. Nên chúng ta có công thức sắp xỉ. Tuyệt đối A trên A gạch trừ 1 cộng B trên B gạch trừ 1 cộng C gạch trên C trừ 1. Ta có thể lý giải vì A trên A gạch, B trên B gạch, C gạch trên C thì nó gần với 1 ha. Theo các cái thông tin được gợi ý trên đây ha. A trên A gạch trừ 1 gần với delta A, mà delta A gần với, nói chung là ta có A trên A gạch gần với 1 nè. Tất nhiên là B trên B gạch, C gạch trên C cũng gần 1. Rồi chúng ta lại dùng cái bên trên này, nhớ là A gạch trên A trừ 1 gần với delta A. Rồi A trên A gạch trừ 1 gần với delta A, thì đó chúng ta có sắp xỉ. Tuyệt đối delta A cộng cho delta B cộng delta C. Chú ý rằng là delta A cộng delta B cộng delta C thì nó dương ha. Màn hình mới bị lỗi ha.
Rồi tiếp tục ha, nhớ là delta A cộng delta B cộng delta C dương. Nên chúng ta sẽ có sai số tỷ đối giữa hai đại lượng này, nó sẽ xấp xỉ delta A cộng delta B cộng delta C. Nhiều cái điều mà chúng ta cần chứng minh ha. Dạ, như vậy chúng ta đã giải quyết được vấn đề ha. À, mình viết thêm vài dòng ha. Hồi nãy nha, cái máy mình bị đơ nên mình chưa có hoàn tất. Chú ý rằng delta A, delta B, delta C đều là các số thực không âm ha. Do đó chúng ta có tổng này, nó chắc chắn là tổng bên trong cái chữ đối này nó không âm. Do đó chúng ta có được cái này chính là bằng delta A hoặc delta B hoặc delta C ha. Ta có thể giải thích thêm delta A, delta B và delta C không âm. Như vậy chúng ta đã hoàn tất cái bài toán này ha. À, nhìn lúc đầu thì thấy nó rất là rối rắm, nhưng chúng ta viết từ từ rồi sau đó chúng ta xem xét những cái gợi ý bên trong đây thì chúng ta có thể dễ dàng giải quyết nó một cách chóng, không quá phức tạp ha.